Triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Công thương Việt Nam đã sơ kết và trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai chương trình. Sau gần một năm phát động chương trình, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến nay, Công đoàn Công thương Việt Nam đã có gần 9.500 sáng kiến được cập nhật lên phần mềm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiêu biểu là các công đoàn cơ sở như Công đoàn Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp, Tổng Công ty Thép, Công nghiệp Hóa chất, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Công đoàn Công thương Việt Nam đã trao bằng khen cho 45 tập thể và 93 cá nhân có những sáng kiến xuất sắc. Việc ghi nhận, đánh giá, khen thưởng các sáng kiến có giá trị đã kịp thời động viên, khuyến khích được người lao động có tâm huyết, nhiệt huyết trong hoạt động sản xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần tạo sự gắn kết, gắn bó giữa người lao động và cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình khó khăn sau đại dịch. Các sáng kiến cũng phát huy giá trị làm lợi về kinh tế và đóng góp vào sự phát triển của ngành công thương Việt Nam.